11 điều nên và không nên làm sau khi chạy. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Yêu Chạy Bộ. Để có thêm nhiều thông tin và kiến thức về chạy bộ, hãy nhấn subscribe kênh và bấm chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất từ video của chúng mình nhé. Sau khi hoàn thành một hành trình gian nan, điều đầu tiên bạn nghĩ đến đó chính là đi ăn mừng cùng bạn bè, đánh một giấc ngủ thật phê cũng như ăn uống thỏa thích những thứ mình thích. Tuy nhiên, để có thể phục hồi thật tốt và hạn chế chấn thương thì bạn nên tuân thủ những điều mà Yêu Chạy Bộ gợi ý ngay sau đây. Những điều không nên. 1. Không cởi bỏ trang phục chạy sau đó. Hãy lập tức cởi bỏ bộ trang phục ngay lập tức, ngay cả khi bạn không đổ quá nhiều mồ hôi. Quần áo tiếp xúc với bụi bẩn và sũng nước là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Thay quần áo, vớ và giày ngay lập tức để giữ cho cơ bắp của bạn ấm và thả lỏng. Điều này thúc đẩy quá trình lưu thông máu và phục hồi sau cuộc đua. Trang phục thoải mái giúp cung cấp lượng oxy mới và chất dinh dưỡng để loại bỏ các chất thải. Sau khi chạy, bạn sẽ ngay lập tức muốn cởi phăng đôi giày chạy, nhưng nhớ xỏ ngay một đôi giày khác để hỗ trợ đôi chân bạn. Các cơ bản chân cũng sẽ bị mỏi sau khi chạy. Tốt nhất, nên lựa chọn một chiếc áo có chất liệu thoáng mát và thấm hút mồ hôi để tránh sự sinh sôi nảy nở của vi khuẩn. 2. Nghỉ ngơi quá mức. Sau một hành trình chạy, thông thường bạn sẽ nằm dài trên ghế sofa hoặc ngủ. Tuy nhiên, điều này không thực sự tốt cho cơ thể. Hoạt động thể chất nhẹ nhàng là một công cụ phục hồi tuyệt vời vì nó giúp vận chuyển máu đi khắp cơ thể, hỗ trợ quá trình phục hồi bằng cách sửa chữa và tiếp thêm nhiên liệu cho cơ thể. Hãy lập kế hoạch với các bài tập nhẹ nhàng để cơ thể dần dần phục hồi và trở lại với việc luyện tập. 3. Không bù đắp năng lượng đúng cách. Hãy lập kế hoạch ăn uống thật kỹ càng sau khi chạy, đặc biệt là các thực phẩm mà bạn sử dụng trong vòng 20-30 phút sau khi chạy. Làm mát cơ thể và ăn nhẹ ngay cả khi di chuyển. Trong chế độ ăn uống sau khi chạy nên chứa protein, một ít chất béo và carbon hydrate phức tạp để bổ sung nhu cầu năng lượng. Bạn có thể bổ sung bánh mì, hạnh nhân, trái cây hoặc sữa chua. Bù nước lúc này vô cùng quan trọng. Bạn có thể bù nước cả ngày. Nếu không bù đắp năng lượng đúng cách sẽ dễ gây ra chấn thương và cơ thể không được phục hồi nhanh chóng. 4. Không uống đủ nước. Nước có vai trò quan trọng trong cơ thể, đặc biệt là sau mỗi quá trình vận động, cơ thể luôn cần một lượng nước nhất định để loại bỏ những chất gây hại. Sau khi chạy, cơ thể thiếu năng lượng, chất lỏng là điều quan trọng nhất mà cơ thể cần. Uống nước sau khi chạy sẽ bổ sung năng lượng của bạn nhanh hơn và cung cấp cho cơ thể đầy đủ thời gian phục hồi. 5. Làm những công việc nặng nhọc sau khi chạy. Leo cầu thang, cúi lên cúi xuống hoặc khuân vác các vật nặng có thể làm cơ thể bị chấn thương nhiều hơn, đặc biệt là sau một hành trình dài. Cơ thể bạn đã bị mất một phần nước và dinh dưỡng. Vì vậy trong giai đoạn này, hạn chế các hoạt động thể chất mạnh mẽ và dành thời gian để cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi. 6. Không để cơ thể có thời gian phục hồi. Nếu bạn cho rằng mình có một thể lực và bỏ qua việc phục hồi sau khi chạy thì quả là điều sai lầm, tùy theo tốc độ và khoảng cách mà bạn đã thực hiện để có chế độ phục hồi hợp lý. Những điều nên làm. 1. Cool down. Một trong những điều mà nhiều người hay bỏ qua khi chạy bộ đó là giai đoạn cool down. Sau khi đã phải căng mình để tập chạy với nhịp tim cao ngất ngường, tiêu hao rất nhiều năng lượng thì cool down là giai đoạn đưa tim bạn trở về trạng thái bình thường, khoảng 60 đến 80 nhịp phút. Để cool down đúng cách, chạy chậm hoặc đi bộ từ 5 đến 10 phút thả lỏng. 2. Uống nước. Tùy thuộc vào mức độ cố gắng của bạn trong buổi tập, lượng mồ hôi thoát ra trong quá trình tập ít hay nhiều mà bạn cần uống nước hợp lý để bù lại lượng nước đã tiêu hao. Nếu là buổi chạy dưới 1 giờ, bạn có thể chỉ cần uống nước lọc. Nếu dài hơn, bạn uống thêm nước uống thể thao, nước điện giải. Có một cách để ước đoán lượng nước cần bù là bạn hãy cân trọng lượng cơ thể trước và sau khi chạy. Cứ mỗi 500g hao hụt tương ứng với khoảng 500ml nước. Hoặc bạn theo dõi màu của nước tiểu. Nếu nó có màu nhạt nghĩa là bạn vẫn đủ nước. Ngược lại, nước tiểu có màu sẫm nghĩa là bạn cần bổ sung nước. Trong quá trình chạy, hãy bổ sung nước đều đặn sau khoảng từ 2 đến 5 km. Tránh để cơ thể rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. 3. Nạp protein. Bạn nên ăn ít protein để cơ bắp nhanh chóng hồi phục. Đó có thể là thức uống chuyên dụng để hồi phục sau vận động hoặc có thể uống thêm ly sữa. Bạn cũng có thể sẽ thèm ăn cái gì đó mặn để thay thế cho những khoáng chất thiết yếu và kích thích được cơn khát để chúng ta tiếp thêm nước cho cơ thể. 4. Nghỉ ngơi. Ngủ nghỉ là cách tốt để cơ thể có thời gian sửa chữa, hồi phục các cơ bắp bị tổn thương sau buổi chạy căng thẳng. Bạn nên ngủ đủ 8 tiếng sau khi chạy, đặc biệt là ngay trong ngày mà bạn phải vận động với cường độ nặng. Ngày nghỉ ngơi là một phần quan trọng trong chu kỳ tập luyện. Trong đa số các giáo án tập luyện,
mỗi ngày luôn có từ 1 đến 2 ngày nghỉ ngơi giúp cơ thể có thời gian hồi phục, tránh quá tải khi tập luyện. 5. Giãn cơ. Đừng bỏ qua giai đoạn giãn cơ cho dù bạn không có nhiều thời gian để làm chuyện này. Nó không những giúp bạn giảm đau nhức, phục hồi chức năng sau buổi chạy mà còn hạn chế các nguy cơ chấn thương. Làm dẻo cơ thể bằng các động tác giãn cơ tính. Khi giãn cơ cần chú ý giãn đến độ vừa đủ, không giãn đến mức đau. Giãn cơ tập trung vào hông, gân queo, lưng dưới. Đây là các vùng phổ biến bị đau nhức vì hoạt động nhiều của các runner nói riêng và người chơi thể thao nói chung. Nắm vững những điều nên và không nên làm sau khi chạy để cơ thể có thể phục hồi tốt cũng như chuẩn bị một thể lực thật tốt cho các hành trình tiếp theo bạn nhé. Trên đây là 11 điều nên làm và không nên làm sau khi chạy bộ. Nếu bạn thấy video này bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Yêu Chạy Bộ nhé. Video của mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, share, subscribe kênh. Đừng quên để lại ý kiến dưới phần video này nha.